Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ em rất thích nấu ăn. Dạ em thích quay YouTube á. Quay YouTube hả? Dạ. Làm YouTuber hả? Dạ. Với em rất thích tập gym. Wow. Em rất là vui vẻ, vui vẻ hòa đồng. Dạ. Vui vẻ hòa đồng ha. Rồi, tại vì cái nữa. Giọng em ở Bến Tre nên nói nó hơi không sao. Em vui xin... mà. Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không Giang? Dạ, khuyết điểm của em là em sợ độ cao lắm. Với em sợ nhột. Với em sợ nhột. Sợ nhột hả? Sợ nhột. Cái này lạ chắc... nha. Có bao giờ ai làm em nhột quá không? Còn em nhột em mà em hay đánh bóng chuyền còn nhỏ á. Ừ. Nên là cái khi nào mà gần hết hiệp em chuẩn bị em sẽ về sớm. Rồi mấy anh đó dí em chọt lét. Em chưa nói khóc. Sọt lét mà khóc. Dạ em chịu không nổi anh. Trời đất ơi. Đó. Nhà trai có ưu khuyết điểm vậy, còn nhà gái thì sao? Em thì chịu nhột được, cũng không đến nỗi như anh bên đó. Em cũng không có cái sở thích mà chọn người ta làm gì. Đúng không? Dạ. Thì điểm mạnh em là gì nào? Em có suy nghĩ là tích cực và lạc quan á. Ừ. Giống như là trong mọi hoàn cảnh thì em vẫn có suy nghĩ tích cực được. Ừ. Dạ. Thì em khá là ít nói. Ừ. Anh thấy cái điều này là rất là thuận lợi. Em luôn luôn suy nghĩ tích cực. Bởi vì trong cuộc sống mà nếu chúng ta suy nghĩ tiêu cực nhiều quá chúng ta mệt mỏi, mà những người xung quanh chúng ta cũng mệt mỏi cả. Anh trân dạ. trọng cái sự tích cực của bên nhà gái. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn mối nha. Còn nhà trai có tích cực không? Dạ có, em trong công việc em rất là tích cực, năng động. Tích cực được. Nấu ăn mặc dù nó khét nhưng mình nghĩ nó ngon. Đúng không? Dạ đúng. Còn... em luôn sáng tạo trong món ăn lắm. À em có dạ. món gì đọc em giới thiệu nhà gái nghe cái coi. Cá mú mình không công, chân tương, mù tạt, sushi lắm. Rồi bây giờ nhà gái có ý kiến nè. Em có cái câu hỏi là anh giới thiệu mấy món cá ngon á. Nhưng mà bản thân em dân biển nhưng mà em không có biết ăn cá. Anh làm món khác cho em được không? Vì em ăn món tôm, làm được tôm. Không, cái gì em ăn cũng được trừ món cá ra thôi. Để em quan coi mặt nhà gái cái coi này, nghe nói dân Bình Định cũng cùng với quê bà xã nên quan coi mặt cái coi. Ừ. Dạ em chào anh. Khỏe không? Dạ em lúc nào hôm khỏe. Hôm nay có uống rượu bầu đá không? Dạ em uống được nhưng mà em không thích uống. Tôi nghe Bình Định là từ bên nhà trai tôi chịu rồi đó. Nói gì đâu đó. Ông thấy bên nhà gái tôi làm sao? Được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích kiểu nhậu nhẹt quá. Hút thuốc cũng em cũng không thích. Cờ bạc em cũng không thích. Không thích luôn. Mấy đó không ai thích hết trơn. Không ai thích luôn á. Nhưng mà giờ em có mấy mối tình rồi? Em chia sẻ thật luôn là em chưa có mối tình chính thức nào. Tình yêu thì em chắc là em hơi nghĩ hơi xa. Về giặt đúng không? Tại vì em kiểu như là em nhìn bạn nam đó ha. Thì em nghĩ là nếu mà tiến xa được thì em mới cho bạn cơ hội. Còn em nhìn bạn đó mà em thấy kiểu như là không có mang lại cảm giác an toàn với em thì em không có cho người ta cơ hội. Là em né, đúng không? Né luôn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay em có mặt ở đây. Dạ đúng rồi. Chương trình này là nơi rất an toàn cho cái vấn đề hẹn hò và yêu đương. Sao nè Giang? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được hai có một mối tình. Hai mối tình. Tự nhiên đang hai xuống một rồi không? Chính xác là mấy? Dạ một mối tình. Còn cái nửa kia tình. Là sao? Nửa kia không có. Vậy mà nãy nói hai. Em nói lộn. Ông rồi tình anh. Yêu mà nó lộn nữa. Trời cái ông mối này ông ngộ thiệt. Cái ông để đó tôi hỏi như đương sự được không? Tôi đang bảo vệ đàn trai nói gì cho nó chính xác để có uy tín như nhà gái. Tại vì người ta là chưa hề có mối tình nào đó nha em. Không vấn nhẹ nhẹ chút mà đi ăn nha. Chưa có đập thùng đó nha em. Ừ. Anh trai cũng còn y nguyên. Hồi nào một mối tình rồi nguyên gì? Y. Mối tình đó em bao nhiêu quen bao nhiêu năm? Dạ cách đây em năm 25 tuổi. Em quen mấy năm? Dạ em quen 9 tháng. 10 ngày, 9 tháng 10 ngày. Dạ. Đúng rồi, cũng quen qua mạng Zalo á. Cô luôn bán quần áo á. Rồi có sâu đậm không? Hai người cũng quan tâm qua lại chứ cũng chưa có gì. Em chia tay là tại công việc của em làm bếp á, toàn thời gian á. Không có thời gian vậy, đưa cổ đi chơi đúng không? Dạ. Cũng ai chia tay ai? Em chủ động hay cổ chủ động? Dạ, cổ chủ động. Ừ. Đúng rồi, ơi. Có dình trước. Chính xác luôn. Tại vì mình quen người ta, mình đi tới 11, 12 giờ đêm mới về, ai đâu chăm sóc người ta, tao bỏ là đúng rồi. Lo sự nghiệp, 25 tuổi lo sự nghiệp chứ. Bây giờ xác định nè, bắt đầu từ bây giờ có đủ thời gian để lo cho bạn gái Quy Nhơn của tôi không? 31 tuổi rồi đó. Dạ có. Giờ em mới xác định là đúng không? Giờ hiện tại em là bếp phó đó. Bếp phó hả? Rồi. Chứ phải phó đốc nhà hàng hả? Bây giờ lương bổng của mình anh là lên hơi hố. Nãy anh nâng nhà trai quá. Bây giờ lương bổng của mình là mình đủ nuôi vợ con chưa? Dư. Dạ đủ. Trời ơi. Phải ông hả? Là
bên nhà trai người ta phải bao bọc chứ. Dư không? Dư. Dư không? Ok, vậy là yên tâm. Có đất viên luôn. Đất viên nó trời hơn ngon. Đất viên nè. Có đất của mẹ cho. Mấy mẹ đó. Ừ. Dạ một miếng à. Có cần tài sản không? Dạ em không quan tâm nhưng mà nếu mà có thì càng tốt chứ chị. Trời ơi, tốt có tốt chứ. Thì bây giờ có đủ rồi đó. Đúng không chị? Thì nhà gái tôi có nói một câu là tài sản có cũng được mà không có cũng không được nha. Có càng tốt chị. Chị đây nhớ có càng tốt. Ừ. Nói chứ em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Nói chung là biết quan tâm gia đình. Ừ. Yên tâm em, bình định là gái quan tâm gia đình lắm. Về ngoại hình sao? Tóc thì dài, còn người thì hơi... Nói chung là hơi ú xíu. Em bên đây ốm anh. Phải ú hả? Rồi gì nữa nè, khuôn mặt sao nè? Dạ khuôn mặt dễ nhìn là được. Dễ nhìn ha, mà đẹp thì sao cưng? Đẹp thì càng tốt. Được, được chưa? Thấy thằng trai tôi dễ thương chưa? Mà nói chung đó là xác định luôn là bạn này cũng thùng chưa đập. Chưa đập thùng đúng không? Chưa đập thùng, bên đây cũng thùng còn nguyên xe. Mới quen có 9 tháng 10 ngày chưa rớt gì hết trơn á. Căng rồi nha, hơi căng rồi nha. Bây giờ nhà gái á, muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cao, thon mà anh này chắc em nghe nãy giờ chắc hơi tròn đúng không chị? Không có tròn mà đậm người. Đậm người. Cái gì tròn là nó khác mà cái đậm người em nghe khác nói nha. Anh thích tập gym đúng không anh? Đúng rồi, người ta tập gym là đậm người nha, em phải nhớ vậy. Tập gym em thích cái nếu mà được 6 múi thì càng tốt anh. Cái này rất muối à. Dạ cái này anh tập gym nhưng mà anh làm bếp nữa, nấu ăn nữa, nó hơi khác. Có nghĩa là đang trong quá trình tập. Em nghĩ sao làm bếp mà 6 múi em? Tức là từ từ chứ người ta mới tại tập. Tại vì em mà nghe tập gym đấy. À, tập thôi chứ không nổi đâu. Không, từ từ nó mới gom cơ múi lại. Em hiểu không? Cái phải có quá trình múi hả chị? Không, từ gom từ nó múi sẽ gom. Các cơ nó sẽ gom về đúng vị trí của nó. Chứ anh đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi đến chương trình em đi với chị hai của em. Chào em gái. Dạ em chào chị. Chị tên là Nhã Phương, là chị hai của Giang. Trời ơi. Cái này là em khỏi cần tên Nhã Phương nha chị. Ủa em tên Nhã Phương hả? Sao lạ lùng vậy ta? Một sự trùng hợp. Trùng hợp mà gọi là ngộ nghĩnh ha. Đúng rồi. Giang Nhã Phương. Rồi Nhã Phương thấy sao nè? Em dâu tương lai được không? À, dạ em thấy em gái cũng xinh, cũng dễ thương, nói chuyện có duyên. Dạ em cũng mong em trai của em sẽ làm quen hẹn hò với bạn gái này. Rồi cảm ơn em gái. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em ruột em với em họ em. Em nào em ruột em nào em họ? Dạ bé này em ruột. Em ruột ha. Dạ con chào chú Viên Linh, chào cô Hồng Vân. Em chào anh. Thì em thấy ảnh rất là dễ thương. Nói chuyện em thấy thành thật, thành tính. Mà nói chung là chắc cũng hơi nhát nhát. Em nghĩ là chắc phù hợp với chị. Thấy được ha. Rồi, cảm ơn em gái. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Hít thở thật sâu vô. Thở ra. Bắt đầu. À, bước tới, tiến tới luôn. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà không tặng cho em? Mẹ em gửi từ quê vào tặng anh. Dạ. Rồi mở ra đi. Cảm ơn em. Bây giờ khui quà cảm đi. Cảm ơn mẹ em. Dạ. Cảm ơn mẹ. Mở quà đó có mẹ đi. Tặng gì? Mẹ vợ tương lai đó. Cũng hơi khớp quá. Hả? Khớp quá hả? Hết sức bình tĩnh nè, hết sức bình tĩnh nè. Đó, giờ đứng đây. Đó, rồi. Em mong rằng sau chương trình này mình sẽ có cơ hội gặp lại. Ủa sao mẹ vợ tặng mà ghi đó là sao? Cái này em ghi. Cái này là của à, quà là mẹ vợ tặng còn giấy là em ghi hả? Rồi tưởng mẹ vợ mẹ tặng cái này là quà quê anh, quà quê. Quà quê hả? Tức là em nói mẹ em gửi từ quê vào. À, cái này là mực. Cái này là mực tặng. Dạ đúng rồi, mực ngào. Mực ngạo, mực tẩm ngạo đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, đúng gu của anh Linh luôn. Tắm vô đi. Rồi. Còn ăn cho anh nha. Rồi. Còn ăn cho anh nha. Khi anh nào anh tặng cho em cái đồng hồ. Khi nào em nhìn tới thời gian á, thì khắc một giây em nhớ tới anh là được. Trời ngon ta. Vậy anh có muôn cái, hai người giống nhau. Giống nhau. À, này là có một đôi đồng hồ cặp luôn. Wow. Cái tay em. Anh hiện tại đang làm ở Bình Dương hả? Thì đúng, anh làm ở Bình Dương. À, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà cái việc mà hẹn hò thì anh chạy lên hả? Hay sao? Hẹn hò anh chạy lên, sao cũng được á, anh dễ lắm. Hẹn em alo, nhắn tin, có liền à. Có cái liền này là anh hứa luôn chứ không phải là nói để không có. Nhưng mà nếu mà anh chạy nói có liền chắc không có liền đâu bởi vì cũng phải mấy tiếng á. Đâu dữ vậy? Không mấy tiếng đâu, 40 phút mà. Thì nếu mà hai đứa mà có
cưới nhau thì em có về của anh được không? Không, còn công việc của em thì thật ra em kiểu như là không có cố định bắt buộc, là theo chồng, nếu mà cưới chồng thì theo chồng thôi, chứ em cũng không có nhất quyết là phải ở thành phố hay này kia, chỉ chỗ nào làm ăn được thì ở thôi. Nào, bước tới đi. Nắm hai tay. Nắm hai tay. Nhìn vào mắt bạn gái. Nắm tay. Anh hát được không? Ơi em yêu, xin người hay đến bên anh. Anh nhìn xuống đây anh hát này. Mơ về nè. Cơ chị em cứ ngày câu nói yêu nhau thế. Vậy nhìn vô sao đi. Sao không tin hỡi em? Nhìn vô liễu, nhìn đã vô mặt liễu. Đã yêu em cho dù mưa nắng hay giông tố. Nhìn tình vô mặt liễu. Lòng vẫn thế. Thôi anh ngại lắm chị. Hay tin anh, tin vào câu nói con tim nhé. Thì cuộc đời mình có nhau. Dạ. Ông Giang. Em gồm đâu đây? Cái bông hoa này nó đẹp gấp trăm lần cái bông này mắc mới vậy. Này bông giả lắm vậy. Ờ, ta bông thiệt đây nè. Mới móc về em gồm nhiều hơn. Cái gì vậy? Đàn ông đàn an là người ta phải trấn thủ ngay từ lúc đầu, hiểu không? Nắm tay đi. Hai tấm hai tay. Rồi. Nhìn vô mắt rồi. Liễu. Một câu nữa thôi, nhìn vô mắt liễu. Cho anh cái không? Đừng bấm nút cùng em. Gì vậy? Vậy đó, nó, đây nè, bà kêu con, đây con này bấm nút nè. Kêu con cái con hồng này bấm nút nè. Nhìn vô mắt người ta nói. Anh rung lắm hả? Như cái trong cái thiệp em có nói là hy vọng là chúng ta sau chương trình này thì có thể là có cơ hội để gặp lại. Nào nãy em có nói gì đó, đương nhiên gì đó. Anh nói đáng đi. Ừ. Nha. Thôi vậy đi. Đó, vô. Vô nghề rồi. Này mạnh mẽ lắm nè. Trời đất ơi, đó, rồi. Quá trời rồi, thôi được rồi. Hả? Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Kiểm tra xem thật sự con tim mình rung động chưa. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm hay không bấm? Có bấm, chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Dạ con ma. Dạ. Con xin chào bác. Cho phép con được được làm quen hẹn hò với bạn Liễu. Thì mai này nếu hai đứa có cưới thì con hứa lo cho bạn ấy đến trọn đời. Cuối cùng đường. Cuối cùng đường, đến hơi thở cuối cùng, cuối cùng đúng không? Ok. Chàng trai rất là chân thật. Khó tìm lắm đó em ha. Đây người ta hay nói là của hiếm đó nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai gia đình như là các anh các chị, quý vị khán giả đây chứng kiến giây phút đầu tiên, nụ hôn đầu tiên mà Trường Giang dành cho Thúy Liễu. Thôi ôm đi chị. Không được. Dạ yeah, cho anh xin. Anh hôn má đi. Không được, hôn má chứ ai mà có ai. Em nghĩ là hôn môi à. Em sợ cái đó đó. Hôn má chứ. Chị làm em hết hồn. Trời ơi, con bé này. Vô, vô. Trời, anh rung lắm luôn á. Trời ơi, không đủ không, mạnh mẽ luôn á, thật sao? Sự thấy Hùng thấy sao Giang? Hả? Mềm. Rớt nước mắt luôn á, thì cái xúc động rớt nước mắt luôn. Hay lắm các bạn, đây hãy giữ lấy những món quà ngày đầu tiên gặp mặt.